Xin được kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh video của mình. Mình xin được kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn sức khỏe, bình yên và an lành trong mùa dịch. Chúng ta luôn cùng chúc cho đại dịch Covid nhanh chóng qua đi để chúng ta trở về cuộc sống bình thường. Hôm nay mình lên đây cùng với quý cô bác, anh chị và các bạn, chúng ta chia sẻ về vấn đề việc làm ngày nay và cái thời điểm mùa dịch này thì nó như thế nào. Như hôm trước, video trước mình cũng có nói đến cái vấn đề xu hướng việc làm tại cái mùa Covid này và sau cái hết cái dịch Covid này thì mình đang muốn nói đến cái việc làm online là nó sẽ có cái chiều hướng phát triển rất là nhiều, đúng không ạ? Thế và trong việc làm online thì và cái thời đại 4.0 này thì quý cô bác, anh chị và các bạn biết là nó có rất nhiều việc để làm online. Có thể cái người sản xuất, người ta sẽ sản xuất và bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Rồi có thể là thành viên, là nhà phân phối để phân phối các cái sản phẩm trên trên mạng Internet. Thế hoặc là, và trong trong cái việc phân phối sản phẩm thì nó có rất nhiều cái cách phân phối. Chúng ta phân phối theo cách truyền thống hay phân phối theo hình thức kinh doanh mạng lưới hay là cái gì đó thì có rất nhiều cái hình thức, và kể cả phân phối sản phẩm rồi chúng ta có thể làm đầu tư, làm bất động sản, rồi quảng cáo cái sản phẩm của mình làm ra. Có rất nhiều cái việc mà cô chú bác anh chị có thể làm được trên cái công nghệ 4.0 này. Tuy nhiên thì chủ đề chính ngày hôm nay mình muốn cùng quý cô bác, anh chị và các bạn thảo luận về vấn đề đa cấp. Thực ra thì đa cấp nó là cái gì? Mình cũng là những cái người mà tìm hiểu rất nhiều trong các cái vấn đề làm, các hình thức làm việc. Vậy thì trước khi vào cái vấn đề chủ đề đa cấp thì mình sẽ xin hỏi quý cô bác, anh chị và các bạn là hiện nay chúng ta đang kinh doanh, chúng ta cho là kinh doanh, đang là kinh doanh truyền thống, thì truyền thống có bao nhiêu cấp? Các anh chị có thấy nó có cấp không ạ? Có đại lý cấp 1 này, có nhà sản xuất này, có đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 và đại lý cấp 3, rồi đến những người phân phối bán lẻ. Thế thì và những người phân phối bán lẻ thì lại còn bán tiếp cho những người bán lẻ tiếp nữa. Có rất nhiều các cái vấn đề trong kinh doanh truyền thống. Mình bàn về truyền thống trước nhé. Thế thì cô bác anh chị thấy rằng là đó, thế trong kinh doanh truyền thống thì mình nói đơn giản là quý cô bác anh chị, những người nào mà sản xuất ra một cái chai nước La Vi chẳng hạn, chai nước lọc, thì cô bác anh chị thấy là cái giá thành nó có cao không? Mình nói đơn giản là cái chai nước lọc. Tự vì ví dụ cái nếu đi mua một cái chai nhựa không như thế thì cô bác anh chị biết là nếu mua tại cái nơi nơi bán buôn thì nó là bao nhiêu tiền, và nước thì chúng ta lấy như thế nào, nguồn nước như thế nào và cái dây chuyền nước như thế nào để ra được cái sản phẩm nước đó. Chúng ta đâu có phải khai thác gì nhiều, đúng không ạ? Chỉ qua cái khâu lọc và khâu đóng chai là chúng ta có ra được một chai nước. Cho nên là nếu như mà suy nghĩ của mình và mình nghe được một số người nói thì một cái chai nước giá thành ra nó chỉ 400-500 đồng con ấy. Thế nhưng mà thực sự chúng ta đã phải mua bao nhiêu tiền? Chúng ta phải mua bình thường là 5.000, 7.000. Thế còn bình thường nữa, chúng ta hay thường mua nữa thì 10.000. Thế nhưng mà đắt nhất đã ai mua 30.000 chưa? Mình mua 30.000 rồi. Mua ở một số các cái resort hay là các cái khách sạn lớn, hoặc là một cái số mà chỗ vui chơi giải trí. Có những cái nơi mà người ta cái người bán, người ta lợi dụng vào những cái việc mà cái nhu cầu cần thiết nhưng mà cái cung không đủ cầu, người ta nâng giá rất là nhiều. Đó, kinh doanh truyền thống nó như thế. Thế thì nếu như vậy thì cái giá của cái nhà sản xuất xuất xưởng với lại cái giá mà chúng ta đến tay người tiêu dùng là bao nhiêu, nó gấp lên hàng bao nhiêu lần nếu so với cái việc đó, thì gấp lên rất nhiều, đúng không ạ? Rất nhiều lần. Đó là cái giá của kinh doanh truyền thống.
Và ngoài ra kinh doanh truyền thống thì cô bác anh chị biết là chúng ta có hàng giả không? Có, đúng không ạ? Còn thậm chí rất nhiều hàng giả nữa. Vì chúng ta cũng có đâu có kiểm tra được chất lượng, chúng ta đâu có kiểm tra được cái xuất xưởng có đúng cái hàng đấy là ở cái nơi xuất xưởng đó ra mà uy tín đó ra đâu. Mà có rất nhiều những cái thông tin và kể cả trên các cái trang truyền thống rồi các cái lời cảnh báo của chính phủ cũng như là của chính cái doanh nghiệp đó, người ta đã đưa lên rất nhiều các cái nhãn hiệu giả rồi sản phẩm giả rồi người ta đưa lên, người ta còn hướng dẫn cả những cái sản phẩm đó, sản phẩm thật như thế nào và sản phẩm giả như thế nào để người tiêu dùng biết mà phân biệt. Đến tiền còn có tiền giả cơ mà. Đó. Thế cho nên là chúng ta thấy rằng là trong cái kinh doanh truyền thống cũng có rất nhiều vấn đề mà khi đến tay người tiêu dùng, sản phẩm không không tốt, chất lượng không tốt và sản phẩm giả cũng rất là nhiều, và người tiêu dùng thì thực ra nhiều khi thì mua bằng niềm tin thôi. Chứ còn để mà khẳng định cái sản phẩm này đúng hay tốt thì cũng đều đều không không dám khẳng định. Mà chủ yếu chúng ta mua bằng niềm tin, tin nhau là chính. Đó, chứ còn chỉ có khi nào mà vào chính cái nơi sản xuất chúng ta mua thì chúng ta mới tin tưởng đó là chúng ta mua được hàng thật. Đấy, kinh doanh truyền thống cũng cũng như vậy, chúng ta chỉ mua được bằng niềm tin thôi. Cái người bán hàng người ta bảo à đây tôi cái này tôi xách tay về đây, cái này là tôi lấy từ chỗ sản xuất về đây. Đó, anh chỉ biết là người ta nói vậy và như vậy thôi. Mình cứ nói đơn giản một cái quả xoài, mình nghe thấy thấy ra chợ mình mua mua xoài trưng biển lên là xoài Mộc Châu. Thế nhưng mà thực ra ở Mộc Châu làm gì có xoài, ở đấy là xứ lạnh có trồng được đâu. Mà cái xoài này nó ở Yên Châu nhưng vì cùng có chữ Châu thì cứ cho là xoài Mộc Châu. Vì tại sao? Mộc Châu là cái khu cái địa danh, cái chỗ đấy là hiện nay nó đang nổi lên là cái nơi du lịch, cho nên nhiều người biết đến, và biết đến thì cứ nói rằng đây là xoài Mộc Châu để mọi người biết à cái chỗ này nó là ở cái khu vực miền núi đấy, ở cái chỗ Tây Bắc đấy, chỗ này là người ta sản xuất nhiều lắm vì đất đai ở đây nó trồng nhiều lắm, nhưng đâu có trồng xoài, mà xoài nó còn phải dịch lên một cái huyện khác của tỉnh Sơn La mà nơi đấy mới là đất của xoài chứ đâu có phải ở Mộc Châu. Thế nhưng mà cứ trưng lên biển, mình là người biết, mình nói cái người bán hàng là ô tại sao lại lại mang cái nói là xoài này ở Mộc Châu em. Thì cái người bán xoài bảo chị biết gì, chị Hà Nội này chị biết cái gì, chị cứ mua đi em lấy tận gốc ở đấy đấy. Trời ơi mình buồn cười quá đi mất, vì là vui thật đấy, cái người đi bán đâu có biết nhưng mà lại lòe người mua, và lòe phải vào cái người người ta biết thì người ta cười cho không. Thế thì như cô bác anh chị thấy rằng nếu như vậy thì cô bác anh chị có mua những cái hàng đấy không? Nhưng mà có phải là ai cũng biết cái việc ấy đâu. Hàng trăm người, hàng nghìn người mới có một người biết như vậy chứ đâu có phải biết hết. Chỉ những cái người ở khu vực đó, đó ra thì người ta mới biết được thôi chứ. Đó. Thế thì đấy là cái kinh doanh truyền thống nó như thế đấy. Thế thì có phải đúng là chúng ta mua bằng niềm tin không? Chúng ta đâu có biết được. Được là cái hàng đấy đúng hay tốt, hàng đấy là đúng nơi sản xuất hay không nơi sản xuất, mà chúng ta chỉ có mua bằng ấy. Và thậm chí là những cái nhãn mác người ta làm giả rất là nhiều, chúng ta không biết được hết vì chúng ta có phải là người sản xuất ra cái nhãn mác ấy đâu, cho nên chúng ta cũng không thể biết được. Thế thì tại sao cái hình thức bây giờ người ta lại có cái kinh doanh đa cấp? Kinh doanh đa cấp là cái gì? Là cái đấy là cái từ mà từ người nọ đến người kia, từ cấp nọ lên cấp kia thì cứ nói là đa cấp, nhưng thực ra đâu nó ở đâu mà chả đa cấp. Chuyện kinh doanh truyền thống cũng cũng đủ các loại đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3, đấy là cũng là cấp đấy chứ. Thế cái kinh doanh mạng lưới người ta cũng thế, mà cái này nó là gọi là kinh doanh mạng lưới, nhưng cái quan trọng ở đây nó là kinh doanh trực tiếp từ nhà sản xuất đến thẳng người tiêu dùng. Đó. Cái đa cấp mà chúng ta cứ hay gọi ấy thì thực ra cái đấy là cái ngôn từ mà chúng ta dùng cho nó thôi, nhưng mà cái bản chất của nó lại không phải như thế, mà nó là từ nhà sản xuất đến thẳng người tiêu dùng. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ cái hình thức kinh doanh này,
Và hình thích thức kinh doanh này, nếu như mình vừa nói lúc đầu là chúng ta chỉ có tin tưởng là khi chúng ta đến trực tiếp cái nơi sản xuất đó chúng ta mua thì chúng ta mới tin, đúng không ạ? Kinh doanh truyền thống để mà tin được nó là hàng thật và không bị làm giả thì chỉ có khi chúng ta đến thẳng nhà sản xuất, đến thẳng cái nơi sản xuất chúng ta mua, chúng ta mới tin được đây là thực sự sản xuất, là của cái nơi đấy sản xuất ra. Thì kinh doanh, nói về kinh doanh truyền thống mà chúng ta đến thẳng nơi sản xuất thì kể cả là cái gì? Ví dụ như chúng ta đang nói là một số các cái việc mà rau sạch, rau không sạch ấy, thì có trên các cái thông tin mà có những nói là rằng là gia đình người ta trồng một khu riêng ra để người ta ăn vì ở chỗ không phun thuốc sâu, có ấy, còn một bên thì xay rau xanh mướt nhưng mà không được hái là vì ở đấy nhiều thuốc sâu và các cái phân bón các thứ rồi chưa đến đủ đảm bảo, chưa đảm bảo chất lượng cho nên rằng là người ta còn không dám ăn. Đấy, chúng ta đến thẳng chỗ sản xuất mà chúng ta còn không tin tưởng được như thế đấy. Thế thì ở cái kinh doanh mạng lưới này, cái hình thức mà chúng ta hay gọi là đa cấp này thì người ta đang là cam kết cái chất lượng và chúng ta được mua trực tiếp từ cái nơi sản xuất và đến thẳng người tiêu dùng. Thế và để thông qua cái việc mà tại sao mà người tiêu dùng đến được cái nơi sản xuất đó thì người ta cái trung gian ở đây là người tiêu dùng chia sẻ với người tiêu dùng. Đấy, chúng ta phải phân biệt được cái việc làm của cái hình thức kinh doanh mạng lưới này và chúng ta hãy đổi cái từ cho nó đúng là gọi là kinh doanh mạng lưới. Mình sẽ giải thích với quý cô bác anh chị như thế nào là mạng lưới, nhưng bây giờ chúng ta nói về cái hình thức kinh doanh đã. Cái hình thức kinh doanh truyền thống của chúng ta là từ cấp nọ đến cấp kia, cũng từ nhà bán buôn rồi bán cho người bán lẻ, mà nhà bán buôn thì từ nhà sản xuất đến người bán buôn đến 2-3 lần bán buôn rồi mới đến tay người bán lẻ rồi mới đến tay người tiêu dùng. Thế thì kinh doanh mà mạng lưới này thì người ta và chúng ta hay gọi là kinh doanh đa cấp này là từ nhà sản xuất đến thẳng người tiêu dùng và người tiêu dùng sẽ chia sẻ với người tiêu dùng. Thế thì quý cô bác anh chị có tin tưởng những cái người chia sẻ đấy đấy không? Đây là mình đang nói là những người chia sẻ chân chính, chứ mình không nói những cái người trục lợi nhé. Bất kể những ai cũng có những cái trục lợi và có những cái mà chia sẻ nó quá lên, mình chưa nói đến cái việc đó, nhưng mình đang nói đến những cái người mà tiêu dùng chân chính và chia sẻ chân chính. Thì những cái người ta thực tế người ta đã sử dụng rồi, người ta thấy tốt, người ta có cái đánh giá, người ta chia sẻ với người khác, với bạn bè, với người thân và tất cả những người mà người ta đã sử dụng cái sản phẩm đó thì người ta chia sẻ. Thế cho nên và khi người ta chia sẻ rồi thì người ta nói với anh rằng anh hãy mua cái sản phẩm này ở chỗ này chỗ kia và cách mua như thế nào để anh mua được cái sản phẩm đó ở cái trực tiếp từ cái nơi sản xuất, là làm sao mà biết được trực tiếp từ nơi sản xuất là vì anh sẽ người ta bây giờ người ta 4.0 người ta đưa hết lên trên mạng rồi và anh có thể mua bán toàn cầu được. Anh sẽ người ta có các cái trang web để cho anh đặt hàng và khi anh đặt hàng rồi người ta cam kết chất lượng sản phẩm, người ta đưa hàng tới tận nơi cho anh và có hóa đơn đầy đủ chứng từ. Và nếu như sản phẩm không tốt người ta cam kết người ta sẽ trả lại anh và người ta có những cái sự bồi thường. Và ở đây thì cô bác anh chị sẽ đánh giá cái sản phẩm đó như thế nào bằng cách chúng ta dùng. Nếu chúng ta dùng người ta có những cái cam kết, có những công ty người ta cam kết, kể cả cam kết bằng trả cho anh cả một số tiền bảo hiểm lớn. Nếu như trường hợp mà xảy ra bất cứ những cái gì mà không đúng cam kết, người ta đều trả lại anh và người ta bồi thường lại anh. Và chúng ta sẽ đi xem những cái sản phẩm như thế, những nơi như thế, những cái sản phẩm nào thực sự người ta làm được những cái việc ấy thì chúng ta tham gia mua và chúng ta có thể tham gia kinh doanh. Đó. Đấy là hoàn toàn là chân chính chứ đâu đâu có phải là sai, mà có nhiều người cứ nghe thấy từ đa cấp chạy vèo luôn và không 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 tôi không mua những cái hàng đó, tôi không kinh doanh những cái mặt hàng đó, cho nên là tự nhiên anh mất một cái cơ hội đó. Và tại làm sao mà mình lại muốn nói tiếp nữa là mà mình muốn giải thích kỹ hơn về cái đa cấp này, khi khi mà anh mua được cái tất cả những cái hàng và đặc biệt là các cái nước tiên tiến hiện nay thì người ta không muốn bán hàng truyền thống nữa, vì bán hàng truyền thống như mình phân tích lúc đầu ấy là dễ bị làm giả
Và cái người người mà gọi là người mà buôn ấy, người từ cái trung gian ấy, cái cấp trung gian ấy để đưa đến cho người tiêu dùng và người bán lẻ là thường hay bị đưa vào những bị tráo đổi hàng hóa, hoặc là người ta lợi dụng vào cái những cái sản phẩm mà người ta lúc đầu thì kinh doanh tốt nhưng sau thấy tốt rồi thì lại để cho nó hạ giá thành, người ta lại lấy những cái sản phẩm nó không tốt để đưa đến cho những cái người tiêu dùng. Cho nên tránh được cái muốn tránh được cái khâu ấy thì mới sinh ra cái chuyện là từ nhà sản xuất đến thẳng người tiêu dùng mà không thông qua cái khâu trung gian này, mà khâu trung gian này chỉ là việc chia sẻ thôi. Đó. Thế thì và những cái nơi mà bây giờ người ta muốn giữ cái uy tín, cái thương hiệu, cái sản phẩm của người ta thì người ta sẽ tìm cái cách mua bán bằng cái hình thức trực tiếp này. Cho nên nhiều năm gần đây nhiều sản phẩm tốt người ta không đưa vào cái kinh doanh truyền thống nữa, và người ta sẽ thông qua cái hình thức bán hàng này để người ta kinh doanh. Thứ nhất, người ta giảm được cái chi phí mà thông qua các cái việc mà người bán người trung gian đưa đến cho người ta giảm được các cái chi phí đó, người ta chỉ còn mất cái chi phí quảng cáo và người ta sẽ những cái người mua trực tiếp đến với người ta nhiều hơn. Và cái thứ hai nữa là thương hiệu sản phẩm người ta giữ được, người ta sẽ càng ngày càng chỉ còn tập trung vào cái khâu chất lượng và khâu là quảng bá thương hiệu thôi, chứ người ta không phải lo cái khâu khâu sản phẩm giảm nữa. Đó, thì cái chất lượng càng ngày nó càng nâng lên và cái chi phí về những cái quản lý thương hiệu của người ta không phải lo nhiều mà người ta tập trung vào để cái nâng cao chất lượng. Cái việc nữa là người ta quản lý được cái giá. Đó, cô bác anh chị thấy nếu như cô bác anh chị mà đã mua những cái hàng mà kinh doanh từ mạng lưới này thì cô bác anh chị thấy là người ở Mỹ mua cũng từng ấy tiền, người ở Việt Nam mua từng ấy tiền, người ở Úc mua cũng từng ấy tiền, mà người ở ở những cái nước quốc gia nào cũng mua từng ấy tiền, người ở đầu đất nước mua cũng từng ấy tiền, người ở cuối đất nước mua cũng từng ấy tiền. Đó, thì người ta chỉ một cái giá đấy cơ duy nhất. Vì là tại sao anh đặt được hàng ở chính công ty người ta thì công ty người ta đưa cho anh cái hàng đó và anh thanh toán ở tại đấy, anh có qua ai đâu mà anh sợ bị mất tiền, đúng không? Thế và công ty người ta cũng quản lý được cái số lượng hàng hóa, rồi người ta quản lý được cái giá đó, cho nên anh không có lo là bị hớ cái giá đó. Cho chính vì vì vậy khi anh biết được hàng tốt rồi và anh biết được cái giá đó không bị người khác lợi dụng, không bị người khác nâng lên đặt xuống rồi thì tại sao anh lại không mua? Mình hoàn toàn là tìm những cái hàng như vậy mình mua, và mình hoàn toàn tìm cái cách bán hàng như thế này để mình mua, và việc mình mua được những cái hàng như thế thì mình yên tâm hoàn toàn. Và người ta có cả cái người ta đầu tư các cái dây chuyền sản xuất, rồi từ cái khâu nguyên liệu người ta quản lý kiểm soát từ khâu nguyên liệu đến khâu khâu sản xuất, rồi đến khâu lưu thông, đến giá cả, đến kể cả khách hàng người ta quản lý được. Tại sao nhà sản xuất người ta không không chọn cái phương pháp này mà người ta cứ phải đi chọn cái phương pháp mà mất bao nhiêu những cái chi phí, lại còn bị thiệt hại và rất nhiều cái mà người ta phải lo lắng. Nhưng đây người ta làm được như thế này, người ta không lo lắng. Riêng cái người sản xuất là người ta đỡ lo lắng. Thế còn người tiêu dùng của chúng ta thì đảm bảo về chất lượng, đảm bảo về giá cả, và chúng ta không bị lo nâng lên đặt xuống, không bị lo ai ăn chặn của chúng ta vì chúng ta có qua khâu trung gian đâu. Đó. Cho nên là mình phải, thứ nhất là mình phải hiểu đã. Thế còn đến cái việc thứ hai là cái việc kinh doanh. Thế bây giờ mình hỏi quý cô bác anh chị và các bạn, có ai đi kinh doanh mà muốn kinh doanh cái mặt hàng mà ai cũng làm rồi không? Đó. Thế thì ai cứ chả muốn là kinh doanh cái mặt hàng nào nó có chất lượng, có uy tín để kinh doanh. Thế và cái sản phẩm đó được sản phẩm xuất ra từ những cái công ty có uy tín, các anh cô bác anh chị đi kinh doanh có muốn những cái việc ấy không? Thế và khi chúng ta có được cái sản phẩm rồi, có được cái nguồn hàng tốt rồi, và chúng ta sẽ phải xem đến cái khâu lưu thông của chúng ta, và chúng ta có phải bỏ vốn không? Đó, kinh doanh bây giờ là rất là lo cái chuyện bỏ vốn, rồi lo mặt bằng, rồi nọ kia các thứ. Nếu bây giờ kinh doanh truyền thống, các chị phải phải tạo cho mình một cái doanh nghiệp, mà một cái doanh nghiệp ở đây thì chúng ta phải lo rất nhiều thứ, nào là mặt bằng, nào là vốn, nào là con người,
rồi cái khâu quản lý những cái con người đó như thế nào, tất cả mọi cái rất chi là nhiều cái, rồi kể cả các cái thủ tục hành chính, rồi các cơ quan quản lý chức năng các thứ để mà kiểm soát cái doanh nghiệp của chúng ta cũng phải lo toan hết. Còn khi chúng ta kinh doanh ở cái những cái hình thức kinh doanh mạng lưới này, chúng ta phải làm gì? Chúng ta chỉ còn có mỗi một cái việc là khi chúng ta biết được sản phẩm, chúng ta biết được công ty, chúng ta tin được vào sản phẩm, chúng ta tin vào công ty, và thứ hai là chúng ta quan tâm đến cái chính sách của công ty đó. Thứ ba là chúng ta chỉ có việc là đi chia sẻ cơ mà. Chúng ta đâu có bỏ tiền ra chúng ta ôm hàng chúng ta mua. Chúng ta chỉ biết là chúng ta dùng xong chúng ta thấy tốt chúng ta chia sẻ cho người khác. Thế và chúng ta hướng dẫn người ta mua hàng thôi. Chúng ta đâu có bỏ vốn, chúng ta đâu phải bỏ thời gian nhiều. Chúng ta vừa làm vừa chơi vừa vừa ăn vừa học. Chúng ta chỉ còn học cách các cái kỹ năng, học về sản phẩm, chúng ta hiểu về cái sản phẩm đó và chúng ta biết được cái công ty đó như thế nào, cách làm như thế nào, và chúng ta biết cách sao chép, biết cách làm của người khác như thế nào. Cái đó mới là cái quan trọng. Và để làm được cái việc này ấy, thì chúng ta phải tư duy, phải mở cái đầu của chúng ta ra, chúng ta phải học hỏi, chứ đừng có nói cứ động đến ui rồi đa cấp, ui rồi tôi sợ lắm, tôi không làm cái này. Thế là chúng ta mất một cái cơ hội. Và làm sao cái đầu của chúng ta cứ bí gì gì, chúng ta không hiểu được, không học hỏi, chúng ta không hiểu được là ồ cái này nó như thế này, ồ cái kia nó như thế kia đấy. Thế và bản thân thân mình không, chưa bao giờ mình có cái suy nghĩ đó, và mình rất là tìm tòi. Thực sự mình cũng không kinh doanh đa cấp nhiều vì mình chưa đủ kiến thức, chưa đủ kỹ năng, nhưng mình lại rất hiểu về vấn đề này. Phải nói là mình rất hiểu vấn đề này, và mình có cơ hội đâu mình sẽ chia sẻ ở đấy. Và tất cả những cái gì mà mình sẽ chia sẻ, những cái sản phẩm, những cái mà nó tốt cho cộng đồng, để mình đưa ra cho người ta, mình giúp người ta, mình vào nếu người ta mình làm cho người khác được hạnh phúc thì mình cũng là người hạnh phúc. Cho nên là tại sao mình không làm những cái điều đó, thì hôm nay mình cũng muốn ngồi đây để nói với quý cô bác anh chị và các bạn về vấn đề đa cấp hay không đa cấp, và hiểu đúng cái đa cấp này đã. Chúng ta phải hiểu đúng nó đã, và chúng ta so sánh cái việc kinh doanh truyền thống và kinh doanh đa cấp mà quý cô bác anh chị vẫn cho nó là không tốt, nhưng mình thì không cho nó, và nó là kinh doanh mạng lưới. Anh làm cái gì nếu một mình anh làm thì liệu có được nhiều không? Kể cả bạn có thành công, nếu bạn không có nhiều người đi cùng bạn có thành công không? Nhưng kinh doanh hệ thống thì không phải một một mình anh làm, mà anh sẽ có cả nhiều người cùng làm với anh. Thế thì rõ ràng là có nhiều người đi cùng thì sẽ đi xa hơn, còn nếu anh đi một mình anh sẽ không bao giờ đi xa được. Đó. Thế cho nên là không phải tự nhiên mà nó sinh ra cái hình thức này. Quý cô bác anh chị ạ, không hề tự nhiên một chút nào cả. Đấy là cả một cái quá trình, và đặc biệt là ở các cái nước mà người ta đang phát triển cái hình thức này thì lúc ban đầu người ta cũng giống như Việt Nam mình, vì người ta cũng là cái gì mới bao giờ cũng sẽ bị người này gièm pha, người kia gièm pha, nhưng qua thực tế nó đã trở thành là cái hình thức kinh doanh rất có hiệu quả. Cho nên quý cô bác anh chị, nếu ai còn những cái suy nghĩ này, hãy nghĩ lại cái hình thức này và đừng để tuột đi những cái gì mà mình thấy nó tốt. Và nếu quý cô bác anh chị thấy sản phẩm nó tốt rồi, thấy công ty nó tốt rồi và hình thức kinh doanh không làm nó chỉ vì nó là đa cấp, chỉ vì nó là kinh doanh mạng lưới, thì mình cho đấy là một cái thiệt thòi của quý cô bác anh chị. Và rất mong quý cô bác anh chị hãy xem lại cái này. Và khi mua các cái sản phẩm thì quý cô bác anh chị, mình khuyên một điều là nên mua từ các cái nhà sản xuất, từ trực tiếp từ nhà sản xuất, và nên tìm hiểu kỹ. Tại vì bây giờ thực ra cùng một cái chức năng, cùng một cái công dụng thì nó cũng có rất nhiều các cái sản phẩm khác nhau. Thế nhưng mà mình phải biết lựa chọn sản phẩm để mình thấy rằng là sản phẩm đấy nó như thế nào. Mình cứ nói đơn giản là cái sản phẩm omega 3 chẳng hạn, nó rất tốt, ai cũng thấy nó tốt. Thế nhưng mà khi mà nói đến omega 369, nhiều người lại bảo ui cái này nó có nhiều thứ hơn thì chắc là nó lại tốt hơn, nhưng nó có tốt hơn không? Đó.
thì các cô bác anh chị phải tìm hiểu. Cho nên chúng ta phải học hỏi, phải tìm hiểu cho nó thật đầy đủ. Riêng cái lĩnh vực này mình sẽ có cái buổi chia sẻ sau với quý cô bác anh chị về các cái vấn đề này. Đó. Thì hôm nay mình cũng chỉ muốn dừng lại ở đây để quý cô bác anh chị hiểu về cái kinh doanh truyền thống và kinh doanh đa cấp mà quý cô bác anh chị đang có những cái có thể là có những người thậm chí là hãi hùng, có những người vì bị những cái mà gọi là đa cấp, nhưng người ta đa cấp biến tướng, người ta lợi dụng vào cái chính sách kinh doanh mạng lưới này để người ta làm những cái việc không tốt, cho nên là nhiều người hãi hùng. Thì ở đây mình cũng nói luôn rõ là kinh doanh mạng lưới chân chính là người ta là đơn vị đó có sản phẩm, có những cái sự cam kết rõ ràng về cái chất lượng sản phẩm đó và có cái bảo vệ khách hàng, chính sách bảo vệ khách hàng rõ ràng, thì đấy là kinh doanh mạng lưới kinh doanh đa cấp chân chính. Còn như có còn những cái người mà kinh doanh mà nó không có sản phẩm cụ thể và cứ lấy tiền, cứ nộp tiền vào để người dưới nộp để người trên hưởng, thì đấy là gọi là lợi dụng vào cái kinh doanh mạng lưới này để kinh doanh, mà kinh doanh đấy gọi là kinh doanh đa cấp, là kinh doanh mạng lưới không chân chính, thì quý cô bác anh chị không nên sờ nó vào. Và cái ý thì đúng là phải sợ hãi và phải tránh xa nó. Còn tất cả những cái gì có sản phẩm, có công ty, có nơi sản xuất rõ ràng và có các cái sự cam kết về chất lượng sản phẩm cũng như là cam kết về các cái bảo vệ khách hàng, có những cái chính sách rõ ràng, thì chúng ta không có gì mà lại không không sử dụng đến nó. Ví dụ như trên thị trường những năm qua ở Việt Nam, ví dụ sử dụng hàng Amway ai dùng cũng cũng thấy thích đúng không ạ? Hay là Herbalife là cái sản phẩm dinh dưỡng mà đến bây giờ rất nhiều người đang dùng, tại thời điểm này đang dùng, hay các cái sản phẩm thực phẩm chức năng khác nữa, về các cái thực phẩm bổ sung vitamin rất là nhiều các cái hãng đưa vào rất là nhiều luôn. Thì mỗi một hãng nó có một cái nghiên cứu khác nhau và người ta đưa ra các cái sản phẩm khác nhau, nhưng chung quy lại là người ta đưa các cái sản phẩm để đưa vi chất vào nuôi nuôi dưỡng tế bào. Đấy là những cái hoàn toàn là các cái sản phẩm tốt và hoàn toàn đó là những cái công ty tốt, chỉ có việc chúng ta lựa chọn sản phẩm nào thấy nó phù hợp nhất mà thôi. Đó là cái việc mà quý cô bác anh chị cần nghiên cứu. Và khi mà lựa chọn thì mình cũng khuyên cô bác anh chị có mấy cái vấn đề để chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm này, mấy yếu tố mà chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta sử dụng, chúng ta có thể lựa chọn dùng và lựa chọn để kinh doanh. Về tiêu chí thì mình có này, thứ nhất là sản phẩm tốt á, mình phải phải nói đầu tiên nó phải là sản phẩm tốt. Sản phẩm tốt nó là gì? Là những cái sản phẩm nó đi gần với thiên nhiên, nó là sản phẩm tự nhiên, phải phải đầu tiên nó là phải là như thế, nó là phải là sản phẩm tự nhiên và hoàn toàn là hữu cơ. Nếu chúng ta những cái sản phẩm về sức khỏe chúng ta đưa vào người nó phải hoàn toàn rất tự nhiên thì bao giờ nó gần với thiên nhiên nó sẽ tốt cho chúng ta. Cái thứ hai nữa là cái nơi sản xuất đó người ta kiểm soát được từ nguồn nguyên liệu cho đến khâu sản xuất và người ta có chính sách cam kết về sản phẩm cũng như là cam kết về bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Thì những cái sản phẩm đó chúng ta nên nên xem xét. Và một cái nữa là cái công nghệ của sản xuất cái sản phẩm đó thì quý cô bác anh chị cũng phải nên nghiên cứu, là nên xem xét đó là cái công nghệ. Thì bây giờ nó có rất nhiều các cái sản phẩm, nó có các cái công nghệ khác nhau, công nghệ vitamin, công nghệ nano, rồi đến công nghệ enzyme, rồi công nghệ gen. Bây giờ nó có rất nhiều các cái công nghệ và khi mà cái sự phát triển này lên thì có các cái nhiều công nghệ mới, thì nếu chúng ta càng lựa chọn được các cái công nghệ tiên tiến thì chúng ta càng nhận được những cái sản phẩm nó có giá trị tiên tiến. Đó. Thế và khi mà cái sản phẩm đó tốt rồi thì chúng ta xem đến cái chính sách của cái công ty đó, cái người ta chính sách về giá cả nó như thế nào, cái giá cả đó nó có thông dụng, nó có phù hợp với thị trường hay không. Và cái về sản phẩm mình có thêm một cái nữa là mình muốn nói đến là sản phẩm đó nó có phải tiêu dùng thường xuyên không. Nếu những cái sản phẩm tiêu dùng thường xuyên thì chúng ta sẽ đưa ra ngoài thị trường
tốt hơn nếu mà nếu chúng ta kinh doanh những cái sản phẩm mà nó không mang tính chất thường xuyên thì cái sự kinh doanh của chúng ta nó sẽ chậm hơn. Nhưng nếu cái sản phẩm đó là sản phẩm tiêu dùng thường xuyên thì cô bác anh chị sẽ có cái quay vòng cái chu kỳ sản phẩm kinh doanh của chúng ta rất là nhanh. Thế cho nên là cô bác anh chị nó có phải sản phẩm thường xuyên hay không, và cái chính sách của công ty đó cho khách hàng như thế nào và cho người nhà phân phối như thế nào thì chúng ta phải xem kỹ các cái chính sách này. Thế thì và sau khi mà sản phẩm tốt, cái chính sách tốt rồi thì bản thân chúng ta có phù hợp với cái sản phẩm đó không, chúng ta có thể kinh doanh được nó không, thời gian chúng ta có hay không thì chúng ta sẽ xem xét. Và bên cạnh cái việc mà chúng ta lựa chọn được sản phẩm rồi, chúng ta lựa chọn được công ty rồi và chúng ta đi theo nó, thì cái việc nữa mà mình cũng muốn nói đến là cái việc học. Làm bất cứ cái gì cô bác anh chị cũng phải học, và đặc biệt cái kinh doanh mạng lưới này chúng ta phải học rất nhiều, và học cái gì là học sao chép. Học sao chép từ những cái người người ta đã làm trước rồi, người ta thành công rồi, chúng ta phải học từ những người thành công và học biết cách làm. Và tất nhiên là học người ta rồi thì mình lại phải biết vận dụng vào chính mình để mình sẽ đưa đưa cái kiến thức ấy vào để trở thành kiến thức ấy là của mình, thì cái tư duy của mình nó phải thật sự là sáng tạo để cho nó phù hợp với mình và với cái hoàn cảnh thực tế của mình đó. Thì cho nên là cái sự học nó rất là quan trọng, thì mình cũng xin được chia sẻ với quý cô bác anh chị mấy cái vấn đề này để quý cô bác anh chị trong cái mùa dịch này và cái xu hướng mà như video trước mình nói là xu hướng khi hết trong cái thời điểm này chúng ta đang đẩy mạnh cái việc kinh doanh online rồi, từ kể cả khám chữa bệnh đến dần dần rồi người ta cũng sẽ tư vấn qua qua mạng, khám chữa bệnh qua mạng, rồi đến việc mà kinh doanh các cái sản phẩm người ta cũng đưa qua mạng. Và sau cái mùa dịch này thì cái tư duy và cái chuyển hướng về kinh doanh online, kinh doanh qua hệ thống mạng 4.0 nó sẽ được đẩy mạnh rất nhiều. Cho nên chúng ta mà cần phải biết nó để nắm bắt nó, chứ đừng có giữ một cái thái độ tư duy trước đây mà chúng ta không dùng thì dần dần sẽ bị thui chột đi và cái kinh doanh của chúng ta sẽ càng ngày càng bị chậm lại. Mình nói đơn giản là trên các cái bài báo hiện nay, quý cô bác anh chị biết là người ta nói về một số các cái cửa hàng ở Hà Nội này, có những cái nơi mà có các cái chuỗi cửa hàng bán các cái thực phẩm sạch chẳng hạn, các cái rau sạch, thực phẩm sạch, thì bây giờ người ta rút lại, người ta rút bớt, người ta chỉ còn để lại một hai cái cửa hàng mà có cái doanh số bán lẻ cao thì người ta còn để lại, còn hầu hết các cái chuỗi cửa hàng đó người ta rút lại. Và người ta làm gì? Người ta quay về, người ta tập trung sản xuất, người ta tập trung cải tiến cái sản phẩm đó, cải tiến các cái hình thức giao hàng để người ta giao bán trên online. Và khi người ta bán online như thế, người ta đã chia sẻ rằng cái số lượng doanh số của người ta tăng lên rất là nhiều, và người ta không còn phải lo lắng cái việc quản lý rồi thuê mặt bằng rồi thuê nhân công các thứ, mà người ta vẫn cái thu nhập và cái doanh số người ta lại tăng lên gấp nhiều lần đó. Mà như ở Hà Nội này mà cô bác anh chị biết là thuê được cái mặt bằng ở mặt phố và đặc biệt những cái phố chính thì rất là đắt đỏ, thì bây giờ người ta đã rút lại được cái chi phí đó, và bên cạnh đó còn phải người phục vụ nữa chứ, và cái số người mua ở đấy đâu đâu được bằng bằng khi mà người ta kinh doanh mạng lưới, thậm chí người ta kinh doanh toàn cầu. Thế cho nên là cái hình thức kinh doanh hệ thống hình hình thức kinh doanh theo cái công nghệ 4.0 là càng ngày càng lớn, mình cứ phải phải nói với quý cô bác anh chị như thế, và cái xu hướng này sẽ càng ngày càng dịch chuyển. Và dịch chuyển như thế thì đấy, như mình nói đấy, ví dụ những cái người đấy họ mua bán như thế là mua bán trực tiếp chứ còn gì nữa. Thế và bây giờ những cái người mà người ta mua những cái đấy người ta lại mách nhau, thì người ta chỉ mách thôi, người ta đâu có được hưởng. Thế nhưng mà người ta kinh doanh theo mạng lưới thì cái nơi sản xuất đó người ta muốn đẩy nhanh cái việc cái doanh số đó, đẩy nhanh cái việc tiêu thụ hàng hóa đó, người ta trả công cho những cái người mà đi chia sẻ đó hoàn toàn là phù hợp chứ có vấn đề gì đâu, mà cái người đó chỉ có mất công chia sẻ chứ đâu có bỏ vốn ra, mà người ta vẫn vẫn trả cho cái người đó.
chẳng qua là người ta muốn đẩy nhanh thôi, người ta không muốn đi một mình mà người ta muốn đi với nhiều người để người ta đẩy nhanh được cái doanh số đó. Đó, chỉ có việc rất là đơn giản như thế thôi. Cho nên quý cô bác anh chị đừng sợ cái từ đa cấp, mà chúng ta phải biết phân biệt nó là đa cấp chân chính hay là đa cấp không chân chính để chúng ta lựa chọn cái hình thức kinh doanh của chúng ta. Thì mình xin được dừng lời của mình ở tại cái nội dung này ở đây. Và về cái hình thức kinh doanh này và đặc biệt là các cái sản phẩm, mình cũng sẽ được chia sẻ với quý cô bác anh chị vào những cái video tiếp theo. Mình xin chào tạm biệt quý cô bác anh chị và các bạn, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Và cũng rất mong quý cô bác anh chị thấy cái kênh của mình mà hay thì chia sẻ với nhiều người khác cùng xem và ủng hộ kênh cho mình bằng cách like và đăng ký bấm cái nút chuông bên cạnh để chúng ta nhận được các video mới nhất. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở các video tiếp theo.